Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với loạt bài hướng dẫn về lập trình giao diện với Java, hay còn gọi là lập trình GUI ha, Graphic User Interface. Trước khi chúng ta vào lập trình bằng cách giải các bài tập, mình sẽ đi lướt sơ qua về cái cây phân cấp của nó trong Java như thế nào, rất là mối quan hệ tương quan của nó. Như các bạn thấy trong cái mô hình này ha, mọi lớp mà sinh ra nếu không có lớp cha trực hệ đó thì nó đều là con của object. Nó vẫn có mối quan hệ liên đới, giả sử như là cái container này là con của component đi. Nó cũng vẫn phải có quan hệ với object, đó chính là cháu của object. Như vậy thì các bạn nhớ cho mình nhé, một lớp sinh ra mà không có cha trực hệ thì cha của nó chính là object, nó là trùng ha. Thì dưới object thì sẽ có cái thư viện để chúng ta có thể lập trình giao diện. Đó chính là AWT ha, AWT. Thì trước đây người ta dùng AWT để lập trình giao diện. Tuy nhiên là các bạn biết mà, những cái gì hồi trước ở đây nó cũ thì giao diện nó khá là không đẹp. Và nó cũng không có được nhẹ lắm. Thì sau này họ sẽ đã phát triển thêm chính là cái JavaScript này. Thì nó cũng có các thành phần giống như là AWT. Tại vì nó kế thừa lại của AWT mà, và nó được cải tiến cho nên nó nhẹ hơn và nó sẽ mở rộng hơn một số thành phần khác. Thì ngoài ra trong lập trình GUI của Java thì nó còn có một cái đó là applet. Applet thì là một cái dạng như là lập trình cái phần mềm ký sinh ấy, để chạy trên các cái hệ điều hành ngày xưa với vậy là Symbian vân vân, là nó rất là thịnh hành, hoặc là chạy trên các cái browser web. Thôi thì chúng ta sẽ tập trung vào JavaScript. Trước khi mà vào lập trình thì chúng ta cũng phải rõ JavaScript nó có các thành phần gì. Các thành phần của nó thì dưới object là các component. Component này, dưới component có container, thì container nó có chia làm hai loại ha. Container thứ nhất là window. Window chính là cái cửa sổ mà chúng ta khi mở một phần mềm lên là nó có cái cửa sổ ha. Thì trong cửa sổ này nó có hai loại, đó là frame và dialog. Thì frame chính là cái cửa sổ, mà cửa sổ chính ấy. Còn dialog cũng là một cửa sổ, tuy nhiên nó là một cái hộp thoại thôi, một hộp thoại để xác nhận là yes, no hay là thông báo gì đó. Thì nó không được coi là màn hình chính, thì frame mới là màn hình chính. Thì có một cái thứ nó giống như frame, là cũng để bố cục các cái thành phần ở trong đó, là đó chính là JPanel. Thì JPanel thì nó thuộc là JComponent. Nó không chủ động đứng thành một cửa sổ được, mà nó là thành phần có thể nhúng vào trong frame này. Rồi các cái thành phần như là JText, rồi ComboBox, vân JLabel này nè, có thể đưa vào trong JPanel để layout bố cục cho nó. Rồi để các bạn không phải đợi lâu thì chúng ta sẽ đi thử vào bài đầu tiên. Rồi, để bắt đầu cái loạt bài này thì chúng ta sẽ đi vào bài tập đầu tiên của cái phần GUI này. Đó chính là chúng ta sẽ viết một cái ứng dụng mà sau đó hiển thị được một cái cửa sổ như thế này, có cái title là demo. Đầu tiên bạn sẽ mở NetBeans lên. Thì mình ở đây mình xài Apache NetBeans IDE 2.3. Xài bản nào thì cũng được. Các bạn có thể dùng Visual Code, các bạn có thể dùng Eclipse hoặc dùng NetBeans. Thì ở NetBeans này trong tương lai mình sẽ hướng dẫn thêm cho các bạn một số bài về việc là các bạn có thể kéo thả luôn, cho các bạn dễ hình dung ha. Cho nên là mình dùng NetBeans để nó hỗ trợ các thành phần kéo thả. Thì trước tiên để làm được bài này thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái project để dùng end. Bây giờ mình đặt tên là GUI luôn để mình biết là mình sẽ có một cái project gồm tất cả các bài về GUI. Java là một ngôn ngữ hoàn toàn hướng đối tượng cho các bạn. Cho nên là bây giờ chúng ta muốn viết gì thì chúng ta sẽ xem xét những cái đối tượng trước đó. Thì bây giờ chúng ta muốn có một cái cửa sổ thì các bạn sẽ extend cho mình. Mình sẽ kế thừa lại ha, và nhấn Ctrl hoàn trắng như thế này, extend cái JFrame nhá. Đó, của JavaScript. Thì ngay lập tức nó sẽ tự động insert cái IDE này của mình, tự động insert cái thư viện JFrame này cho mình. Thì như các bạn đã biết á, thì khi chúng ta kế thừa JFrame thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng lại các cái constructor của cha hoặc các cái hàm của cha.
Thì để rõ hơn thì các bạn có thể nhấn Control và click vào cái JFrame để biết được trong JFrame này có những cái gì ha. Thì mình sẽ viết một cái constructor cho cái class GUI này. Thì bạn sẽ viết cho mình là GUI như thế này, control khoảng trắng là như thế này ha. Và tự động nó generate ra, bạn nhấn control khoảng trắng, enter. Ở đây không cần throw gì hết, chưa có cái throw gì hết, ném gì hết. Bạn viết cho mình ở đây họ chỉ cần một cái cửa sổ ha, cửa sổ như thế này, và có cái nút tắt. Như vậy thì mình chỉ cần viết là super. Ở đây super có nghĩa là chúng ta đang gọi lại cái hàm mà super đóng mở ngoặc, đây chính là chúng ta đang gọi constructor của lớp cha. Vậy chúng ta set title cho nó. Title ở đây là chúng ta, người ta yêu cầu là demo window ha, demo windows. Rồi, và có thêm cái nút tắt nữa. Tiếp tục chúng ta sẽ viết cái hàm dành cho nút tắt nè. Thì bạn sẽ dùng cho mình cái hàm là set default nè, default nè, close operation. Thì bạn sẽ có một cái hàng ở trong này, đó chính là exit, control khoảng trắng, on close rồi ha. Còn cái này là chính là set tiêu đề ha. Sau khi bạn có được cái lớp GUI đó rồi ha, thì bạn sẽ làm như sau cho mình. Bạn sẽ khai báo cho mình một cái instance bằng new GUI. Sau khi mà chúng ta gọi nó ra thì trong này mới chỉ có tiêu đề và cái nút X thôi. Bây giờ chúng ta sẽ set cho nó là chiều dài, chiều rộng. Đó, chiều dài, chiều rộng của cái frame đó. Thì các bạn sẽ lấy UI chấm nè, set size. Set size này thì nó sẽ có hai cái hàm overload, đó là dimension, đó là một cái đối tượng dimension. Còn không thì bạn sẽ set rộng và cao, rộng và cao, rộng 400 đi, cao 300. Rồi, chúng ta sẽ có một cái hàm nữa. Chúng ta sẽ cho cái vị trí, cài đặt vị trí của cái cửa sổ ha. Thì chúng ta sẽ có cái hàm, đó chính là hàm set location relative to, có nghĩa là nó sẽ set cái cửa sổ này của mình liên quan đến trên dưới, nói chung là cái tọa độ đó. Thì nếu mà bạn không biết hàm này làm gì thì bạn nhấn control khoảng trắng, nhấn control khoảng trắng ở đây thì mình rờ vào ha, thì nó sẽ hiển thị cho mình các cái hướng dẫn. Thì các bạn sẽ đọc thêm ở trong này ha. Thì ở đây mình sẽ cài đặt nó là none, nó sẽ nằm ở giữa. Sau khi chúng ta cài đặt cái vị trí cho nó thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải cho nó hiện lên. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm viết rồi, đục kiểu rồi, có sẵn rồi đấy, nhưng mà chúng ta cho không cho nó hiển thị thì nó cũng chả hiển thị ha. Set visible ở đây các bạn cho mình true rồi. Như vậy thì bạn muốn chạy thì rất là dễ, bạn shift F6 hoặc bạn run cái file này thôi. Chương trình sẽ tìm đến cái hàm main để chạy. Đây ạ. Chúng ta bấm nút X đang tab mà. Đó, thì nó chạy, sẽ gọi cái hàm này chạy. Đó, như vậy nó hồi nãy bạn thấy nó nằm ở giữa đúng không? Bây giờ bạn xin rào cái hàm này lại. Bạn chạy. Các bạn sau này có thể là học thêm mà. Đây. Mình tắt đi cái set location relative về nè, to nè, none. Thì nó có rất là nhiều tham số ở trong này, bạn có thể điền ha. Thì nó sẽ mặc định nó nằm ở góc. Bài bên đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn.